Ừ, chắc là lớp hôm nay chúng ta xem cái phần sửa cái bài các bạn làm. Có một số bạn điểm cao, một số bạn điểm thấp. Ví dụ câu 1, khi pha chế thuốc thử thì chúng ta nên đựng thuốc thử trong chai thủy tinh cho dễ nhìn thấy. Thì câu này ta thấy là có một số trường hợp pha thì chúng ta phải để trong chai màu, tại vì ánh sáng sẽ dễ làm hư. Cho nên câu này chúng ta phải chọn đáp án là sai. Câu 2, để chuẩn bị an toàn nên sàng lọc các bệnh nhiễm trùng. Thì ta biết là gì? Các bệnh ở đây, giang mai, sốt rét, HIV/C. Câu 3, công thức pha chế dịch Mascano, chúng ta lưu ý là nó phải có natri sulfate này, có phóc môn và có nước cất cho đủ. Ở người lớn các con sinh máu nào chủ yếu? Thì ở người lớn chủ yếu là số 1, đó là tủy xương, là C. Ngoài ra thì còn có hạch và lách. Hạch sinh ra các tế bào nào? Thì hạch sinh ra chủ yếu là lympho đấy nha cả lớp. Tủy xương sinh ra tế bào nào? Thì tủy xương sinh ra cả hồng cầu, cả bạch cầu. Như vậy chúng ta chọn là tất cả đúng rồi đây. Máu đóng vai trò cực quan trọng trong sự sống, bởi vì máu có cái chức năng là cung cấp protein này, các chất dinh dưỡng khác như đường, mỡ, muối khoáng, các nội tiết tố để kiến tạo, tổ chức và phát triển cơ thể. Vậy thì chúng thấy máu có rất nhiều vai trò. Khi trẻ hoặc là em bé ở trong bụng mẹ mà lớn hơn 8 tháng thì tủy xương chiếm hàng đầu trong sự sinh máu. Thì câu trả lời đây chính là đúng. Vai trò của bạch cầu trong truyền máu thì chúng ta thấy là bạch cầu nó chỉ truyền HIV chứ nó không truyền viêm gan C, tại vì trong quá trình truyền máu nếu như mà bạch cầu có chứa HIV thì nó sẽ truyền cho cái người mà nhận. Vai trò của bạch cầu trong truyền máu đó là gây nhiều cái phản ứng khi truyền máu cho cái người nhận, và có các chất do các chất trung gian và hậu quả truyền máu do các kháng nguyên HLA, HBA. Như vậy thì chúng ta thường là khi trước khi truyền máu, chúng ta thường lọc máu trước khi truyền. Đấy là cái nội dung của cái bài.